chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một ngày mới đã bắt đầu và nếu ra ngoài trời lúc này thì quý vị sẽ thấy một bầu trời trong xanh, ít mây và nắng đã xuất hiện, trải đều khắp nơi. Dự báo hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày nắng và nóng trên diện rộng tại hầu khắp Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại Bắc Bộ, bầu trời ít mây và nắng này sẽ còn kéo dài tới tận chiều, vì vậy nền nhiệt tại Bắc Bộ sẽ tăng cao. Ngoại trừ khu vực vùng núi cao và vùng tiếp giáp với biển, trời có nắng mây đan xen với mức nhiệt độ vừa phải là 32 đến 34 độ. Còn lại thì hầu khắp khu vực trời rất ít mây, nắng mạnh và nóng với ngưỡng nhiệt độ cao nhất ngày, xấp xỉ 35 đến 36 độ, cục bộ có nơi chạm ngưỡng 37 độ. Khả năng hôm nay sẽ là ngày có mức nhiệt cao nhất trong đợt nắng lần này và thủ đô Hà Nội tiếp tục được dự báo là tâm điểm của nắng nóng khi nhiệt độ sẽ tăng theo từng giờ. Ngay từ lúc 7 giờ sáng thì nhiệt độ đã là 29 độ, đến 11 giờ trưa thì nhiệt độ chạm ngưỡng là 35 độ và đến 15 giờ chiều trời nóng rát với mức nhiệt là 37 độ. Đến 7 giờ tối trời vẫn còn nóng với mức nhiệt 32 độ, chỉ đến đêm nay mức nhiệt mới lại hạ xuống mức còn 29 độ. Kết thúc một ngày nắng nóng đỉnh điểm. Chỉ lưu ý với quý vị đó là về chiều tối và đêm thì những đám mây dông vẫn xuất hiện, cục bộ sẽ gây mưa cho vài nơi với diện không đều. Tuy nhiên quý vị cũng nên lưu ý là mưa sau một ngày nắng nóng sẽ dễ kèm theo dông, sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Trong khi đó, tại các tỉnh khu vực Trung Bộ, dưới tác động của vùng thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh khiến trời rất ít mây và nắng mạnh kéo dài từ sáng sớm. Nắng nóng trải dài trên diện rộng bao trùm hầu khắp khu vực, từ Thanh Hóa trở vào đến tận Quảng Bình, từ Quảng Bình cho tới tận Bình Định, Phú Yên và Ninh Thuận. Phổ biến với mức nhiệt độ trưa chiều mai, giao động từ 35 đến 37 độ, có nơi xấp xỉ ngưỡng 38 độ. Chỉ riêng Bình Thuận thì mức nhiệt giảm hơn, giao động từ 32 đến 34 độ. Dự báo đợt nắng nóng lần này tại miền Trung còn kéo dài ít nhất trong khoảng từ 2 đến 3 ngày tới. Thời gian nắng kéo dài trong ngày với thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ là từ 11 đến 16 giờ. Lúc này chỉ số tia UV cũng rất cao ở mức 8 đến 10. Vì vậy quý vị nên hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian này và hết sức lưu ý đề phòng cháy nổ hoặc là chập nổ điện trong sinh hoạt cũng như là đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng. Lưu xuống phía Nam. Đới gió Tây Nam đang hoạt động yếu đến khu vực ở Tây Nguyên và Nam Bộ, khiến cho mưa dông trong hôm nay cũng giảm hẳn cả về diện và cường độ. Mưa xuất hiện lui về chiều tối, tuy nhiên cục bộ vẫn có những điểm có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong mưa dông, chúng ta cần hết sức đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Do mưa giảm, nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam sẽ tăng nhẹ. Mức nhiệt cao nhất lúc trưa chiều giao động từ 31 đến 33 độ trên khu vực Tây Nguyên và từ 33 đến 35 độ đối với các tỉnh thành miền Đông và cả miền Tây của Nam Bộ. Cảm giác oi và hơi nóng vào lúc giữa trưa, đầu giờ chiều. Trên biển, toàn bộ khu vực Biển Đông bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió thịnh hành là gió Tây Nam, cấp 4, cấp 5. Riêng khu vực Bắc Biển Đông thì vẫn xuất hiện mưa rào và dông rải rác, làm tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực giữa đến Nam Biển Đông phổ biến có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Như vậy, hôm nay là một ngày nắng nóng diện rộng ở khu vực Đông Bắc Bộ và hầu khắp Trung Bộ. Khả năng hôm nay sẽ là ngày nắng nóng đỉnh điểm của đợt này. Quý vị lưu ý để giữ gìn sức khỏe. Thưa quý vị, trong những ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng chính bởi vùng áp thấp nóng phía Tây, do đó thời tiết chủ đạo là nắng và cường độ nắng cũng khá mạnh. Một số nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày, dao động phổ biến từ 33 đến 36 độ, có nơi trên mức này. Về chiều tối và đêm thì những cơn mưa dông xảy ra vài nơi, chủ yếu ở các tỉnh vùng núi trong chiều tối và đêm ngày mai. Sang đến ngày hôm sau thì mưa còn tiếp tục giảm thêm. Riêng tại Ninh Bình, thời tiết tại đây trong 3 ngày tới phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tiết trời cũng khá oi nóng về trưa chiều với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Về chiều tối và đêm thì nền nhiệt giảm dần, mức nhiệt thấp nhất sẽ về ngưỡng là 26 đến 27 độ. Thưa quý vị, thuộc thôn Đam Khê, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, thung nắng nằm ngay bên cạnh địa danh Tam Cốc Bích Động nổi tiếng, nhưng lại không quá ồn ào, náo nhiệt mà có phần hoang sơ, tĩnh mịch hơn hẳn. Cảnh quan nơi đây cũng vô cùng xinh đẹp với những hồ nước rộng thênh thang, những núi đá cao đầy hùng vĩ, những hang động bí ẩn và cả những kiến trúc tâm linh mang dấu ấn thời gian. Tất cả như hòa quyện để mang đến một vẻ đẹp yên ả, tĩnh mịch.
cũng như các danh thắng khác ở cố đô, thuyền cũng là phương tiện để du khách có thể chiêm ngưỡng được cảnh sắc nên thơ của cảnh quan thiên nhiên khi được len lỏi theo dòng nước, chiêm ngưỡng sắc nắng rực rỡ, bao trùm lấy những dãy núi đá vôi kỳ vĩ và chiếu rọi xuyên qua cả mặt nước đến tận những lớp rong rêu. Có những lúc lại xuyên qua cả những lối dẫn vào hang động, tạo ra những vệt sáng đầy kỳ ảo. Ngoài những dãy núi, những hang động kỳ bí, những cánh đồng và dòng sông yên ả, thì nơi đây cũng sở hữu những ngôi đền, chùa cổ kính. Trong đó phải kể đến đền Thong Nắng, nơi người dân địa phương thờ Chúa Thượng Ngàn. Ngôi đền này được bao bọc bốn bề bởi rừng cây và sông nước, tạo cảm giác như nằm trong một không gian hoàn toàn yên tĩnh, tách biệt với xung quanh, khiến cho bầu không khí vốn thanh tịnh lại càng thêm uy nghiêm. Quay trở lại với tình hình thời tiết tại các tỉnh thành miền Trung, trong 2 ngày tới, nơi đây cũng chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên thời tiết chủ đạo vẫn là nắng và nóng. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, liên tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày ở ngưỡng là 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ. Vì vậy, quý vị nên chú ý trang bị đầy đủ các vật dụng che nắng khi tham gia các hoạt động ngoài trời và đừng quên bổ sung nước thường xuyên cho cơ thể để bảo vệ sức khỏe, nhất là với những ai thường xuyên làm việc hay là di chuyển dưới trời nắng. Sang tới ngày 29 tháng 8, khi vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động yếu hơn, thì tình trạng nắng nóng có phần giảm bớt và thu hẹp lại. Còn ở các tỉnh, từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, thời tiết trong 3 ngày tới ít có sự thay đổi. Phổ biến vẫn là ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Cái nắng cũng không quá gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày, dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Đến với các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, thời tiết ổn định với trạng thái ban ngày trời nắng trải đều trên toàn khu vực. Nắng cũng sẽ duy trì từ sáng tới chiều. Bên cạnh đó, về chiều tối thì những cơn mưa dông xuất hiện cũng chỉ ở diện vài nơi với lượng không lớn và tạnh nhanh. Tuy nhiên, trong cơn dông thì quý vị vẫn cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như là lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày trên toàn khu vực dao động ở khoảng 31 đến 33 độ, riêng Đà Lạt chỉ ở ngưỡng là 25 đến 27 độ. Các tỉnh thành Nam Bộ vẫn đang trong đợt giảm mưa nên thời tiết chủ đạo vẫn là sáng tới chiều trời nắng và có một chút nóng bức vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất ở khoảng 32 đến 35 độ. Về chiều tối và đêm thì những cơn mưa rào và dông cũng chỉ xảy ra ở diện vài nơi.